Lâm Khánh Chi lại nổi đóa tức giận với ông xã kém 7 tuổi, chắc cưới lại lần nữa. Hai vợ chồng Lâm Khánh Chi đã không ít lần giận dỗi khi không hiểu ý nhau vì nàng chỉ đạo một đường còn chàng thì làm một nẻo. Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông bởi những triết lý hôn nhân được nhiều người đồng tình ủng hộ, Lâm Khánh Chi rạng rỡ nắm tay chồng đến với chương trình để chứng minh tài năng nấu nướng của chồng cũng như sự hiểu ý tuyệt đối của cả hai. Không ngừng ngại khoe ngay chiến tích của chồng, Lâm Khánh Chi hãnh diện chia sẻ hai vợ chồng vẫn hay giúp đỡ nhau trong việc nhà và món ăn chồng nấu cho nữ ca sĩ hài lòng nhất chính là món canh rong biển. Những tưởng với tình cảm thắm thiết đó cặp đôi sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà chỉ mới bước vào cuộc chơi, Lâm Khánh Chi đã không giữ nổi bình tĩnh. Hai vợ chồng nữ ca sĩ đã không ít lần giận dỗi khi không hiểu ý nhau vì nàng chỉ đạo một đường, còn chàng thì làm một nẻo. Thậm chí công chúa Lâm Khánh Chi còn định ngừng cuộc chơi. Chưa dừng lại ở đó, độ khó của chương trình đã khiến hai người phụ nữ bấn loạn đến mức trổ tài tiếng Anh, khiến cả hai MC bật ngửa vì quá sáng tạo. Đây không phải lần đầu khán giả thấy Lâm Khánh Chi quát chồng. Trước đó trong nhiều chương trình khán giả cũng ngán ngẩm với những thái độ của cô khi không hài lòng về ông xã Phi Hùng. Xuất hiện một mình không có chồng bên cạnh, Lâm Vĩ Dạ quyết định lôi kéo em chồng nam ca sĩ Hồ Việt Trung cùng tham gia vào chương trình để không bị cô đơn với đối thủ. Hẹn hò trai hàng, nam em ngày càng xinh đẹp xuất sắc, đẹp vạn người mê. Sau khi ra mắt sản phẩm mới và hé lộ đang tìm hiểu bạn trai Hàn Quốc, nam em xuất hiện rạng rỡ trong chương trình MV Top Hit của đài truyền hình Long An tối 13 tháng 8. Xuất hiện tại sự kiện MV Hot Hit, nam em diện đầm dạ hội của nhà thiết kế Võ Thanh Cang. Bộ trang phục tôn vẻ đẹp của nam em với phơm đuôi cá, thiết kế xốp ly nhẹ nhàng, ngay phần eo vừa kín đáo vừa gợi cảm nữ tính. Khác với vẻ u sầu khi vướng lùm xùm tình cảm, nam em của hiện tại đã lấy lại vẻ tự tin rạng người vốn có. Cùng với đó, hoa khôi nam em cũng tập trung cho công việc. Mới đây cô ra mắt phim ngắn gọi tên Nỗi Đâu với ca khúc tự sáng tác Đâu Vì Yêu. Người đẹp còn tiết lộ đang tìm hiểu bạn trai người Hàn Quốc, bạn diễn trong phim ngắn quay ở Đà Lạt vừa qua. Xuất hiện trong chương trình, nam em thể hiện ca khúc Nỗi Nhớ Hóa Băng và Đâu Vì Yêu. Đây cũng là lần đầu tiên nam em biểu diễn ca khúc mới Đâu Vì Yêu trước công chúng. Thể hiện trọn vẹn ca khúc mang đầy tính tự sự, nam em một lần nữa chứng tỏ sự nỗ lực của bản thân trong việc đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong phần giao lưu, nam em chia sẻ về suy nghĩ của mình khi liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc. Nam em đều tự thân vận động trong mỗi sản phẩm của mình. Nam em thích được ca hát, thích đứng trên sân khấu biểu diễn và thích nghe những tràng vỗ tay của khán giả. Vì vậy, nam em chỉ biết cố gắng tiếp tục hoạt động và mong rằng sẽ được mọi người yêu thương, nam em chia sẻ. Đi cao gót diệt trang phục nữ tính, nhưng Hòa Minzy bất chấp giao lưu với fan như thế này. Nhiệt tình giữa đám đông như Hòa Minzy thế này thì fan đã có đủ lý do để chết mê chết mệt rồi đây. Vào cuối tuần qua, Hòa Minzy và một số những ca sĩ đình đám như Noo Phước Thịnh, Ali Hoàng Dương, Minstar, Lưu Hoàng và Min đã cùng tham gia một sự kiện âm nhạc hoành tráng, thu hút cả nghìn khán giả đến hòa mình vào không khí sôi động thông qua các bài hit từ loạt nghệ sĩ. Theo đó, Hòa Minzy đã gửi đến mọi người ca khúc mới nhất và hiện đang lọt vào top bảng xếp hạng âm nhạc, chính là bài hát Nàng Tiên Cá. Cô đã có vài lần trình bày sản phẩm này trên sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên Hòa Minzy kết hợp với vũ đạo. Có thể nói, nữ ca sĩ đã đầu tư rất nhiều cho phần biểu diễn này, từ việc tập luyện ngày đêm với vũ đoàn cho tới trang phục của mình, cũng như với tất cả các vũ công. Tất cả các khán giả đều cảm thấy mãn nhãn và cổ vũ cực sung bên dưới khán đài. Khi chứng kiến được những động tác chuyên nghiệp từ cô nàng, điều đáng nói hơn nữa, không chỉ có màn biểu diễn tuyệt vời mà Hòa Minzy còn khiến mọi người có mặt tại khán đài suýt xoa trước độ thân thiện. Cụ thể trong lúc đi bộ khá vội vàng lên sân khấu, chứng kiến các fan đang hú hét tại hàng ghế khán giả nhưng ở vị trí khá cao, Hòa Minzy bỗng chạy thật nhanh và có cả một cú nhảy mạnh để với tay đến người hâm mộ. Cách bắt tay bất chấp cả khi đang mang giày cao gót diện trang phục nữ tính, nữ ca sĩ làm cho biết bao người trố mắt. Hòa Minzy nhiệt tình như thế này thì không có lý do fan không thích thú cho được. Trước đây, nữ ca sĩ từng khá buồn vì mình chưa có được bài hát hot để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Cô từng làm mọi người hoang mang khi hứa hẹn sẽ dừng ca hát, không xuất hiện ở bất cứ đâu nếu như năm 2018 cô không cho ra mắt một sản phẩm hit nào đó. Tuy nhiên, các fan giờ đây đã nhẹ nhõm khi thấy rời bỏ Nàng Tiên Cá đang leo vọt trên mỗi bảng xếp hạng.
Hà Hồ sống thế nào mà danh sách mỹ nhân không đội trời chung với cô ngày càng dài. Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt, đồng thời cũng là ngôi sao gây nhiều mâu thuẫn nhất từ chính những chị em thân thiết của mình. Thân Thúy Hà và Hồ Ngọc Hà từng là bạn thân thiết. Khi Hồ Ngọc Hà vừa vào Sài Gòn lập nghiệp, hai người đẹp từng ở chung với nhau và thân nhau như chị em trong một thời gian dài. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã chấm dứt sau khi có tin đồn Hồ Ngọc Hà đã cướp Tuấn Hưng từ tay Thân Thúy Hà. Cho đến nay, Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà vẫn không nhìn mặt nhau mỗi khi chạm mặt. Minh Hằng cũng từng có mối quan hệ tốt đẹp với đàn chị. Tuy nhiên, giữa năm 2017, Minh Hằng đột nhiên tố Hồ Ngọc Hà là người đã chèn ép cô rời khỏi ghế nóng đầu phay. Tuy không trực tiếp lên tiếng, nhưng trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà lại đá xéo Minh Hằng, bước bám vào tôi. Khi cô giới thiệu MV Điều Em Cần Là Anh đã gây thêm mâu thuẫn cho mối quan hệ giữa hai người. Tăng Thanh Hà và Hồ Ngọc Hà cũng từng là bạn thân của nhau, xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí cùng nhau. Thậm chí có nhiều lần còn có sự xuất hiện của Cường Đô La bên cạnh hai người đẹp. Lúc này Cường Đô La đang là bạn trai của Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, mối tình giữa Tăng Thanh Hà và Cường Đô La nhanh chóng chấm dứt. Một thời gian ngắn sau đó, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chính thức hẹn hò. Cũng từ đó người ta không còn thấy đôi song Hà này cùng hiện diện bên nhau nữa. May ra, cuộc tình với Chu Đăng Khoa có lẽ mang lại cho Hồ Ngọc Hà nhiều tai tiếng và nhiều mất mát nhất. Trong đó có mối quan hệ với May Gia. Có tin đồn rằng khi đến với Hồ Ngọc Hà, Chu Đăng Khoa đang là người tình của May Gia. Đúng lúc công khai chuyện tình với Hồ Ngọc Hà thì May Gia đang chờ sinh con cho đại gia này tại Mỹ. Tin đồn ngày càng có căn cứ khi hai nữ ca sĩ này tỏ thái độ hiềm khích tại show âm nhạc The Remix, khiến dư luận một phen ồn ào. Lệ Quyên là một trong những chị em thân thiết gần đây nhất của Hà Hồ. Đáng tiếc người đẹp này cũng nằm trong danh sách không đội trời chung với Hà Hồ tại thời điểm này. Mới đây, phụ việc Lệ Quyên đứng dậy ra ngoài ngay sau khi thấy Hà Hồ trong buổi ra mắt MV của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây không ít tranh cãi. Tuy Lệ Quyên phủ nhận tin đồn Quý tránh mặt, nhưng trước đó cả hai nữ ca sĩ này đã từng đá xéo nhau trên trang cá nhân khá nhiều, nên lý do Lệ Quyên đưa ra không mấy hợp lý. Hồ Ngọc Hà luôn là tâm điểm của thị phi và sự nổi tiếng. Ngoài đánh mất niềm tin với công chúng, Hồ Ngọc Hà còn mất đi khá nhiều tình bạn đẹp trong showbiz của mình. Bộ ảnh đẹp tựa soái ca cuối cùng của rocker Nguyễn trước khi rời showbiz làm lại cuộc đời. Trước loạt scandal xảy ra và rời khỏi showbiz, rocker Nguyễn từng điển trai như thế này trong từng sụt ảnh. Rocker Nguyễn là một trong những cái tên được khán giả quan tâm khá nhiều trong vài tháng trở lại đây. Bởi lẽ nam diễn viên bỗng dưng có những phát ngôn gây sốc, cùng với những hình ảnh về vẻ ngoài gầy nhom, nói năng mất kiểm soát ngay giữa đường phố. Không ai tin được rằng có một ngày rocker Nguyễn lại trở nên tiều tụy đến như vậy. Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, anh bắt đầu trở lại và có da có thịt hơn xưa. Đồng thời, nhan sắc và tinh thần của anh cũng tích cực hơn so với trước đây. Các fan đã rất vui khi thấy dấu hiệu này từ thần tượng. Sau những ồn ào, rocker Nguyễn đã tuyên bố giải nghệ khỏi showbiz và sang Úc để làm lại cuộc đời. Mới đây, những hình ảnh được một nhiếp ảnh ghi lại, lúc còn điển trai soái ca cũng gây chú ý không kém. Làm lại cuộc đời chuyển sang Úc, rocker Nguyễn không theo con đường nghệ thuật trong giới showbiz nữa. Chưa biết rocker Nguyễn đã thực sự từ bỏ nghệ thuật hay chưa, nhưng chỉ ít qua những hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ, có thể thấy đứng lên từ những vấp ngã, anh đang có một cuộc sống thoải mái, mà như anh tâm sự là được viết bởi hòa bình, tình yêu, hy vọng và một quyết tâm để phát triển thịnh vượng. Được biết, việc sang nước ngoài là một trong những bắt buộc của gia đình anh. Người hâm mộ hoang mang về cơ thể ngày càng khó hiểu của Hồ Ngọc Hà. Fan không khỏi xót xa lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Hồ Ngọc Hà vì thân hình ngày càng gầy guộc quá mức và có phần xương xẩu. Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà vướng phải nhiều thị phi về đời tư lẫn công việc. Ngoài những tin đồn như hết thời, hưởng cách xê bèo bọt, phải đi bán son kiếm sống, thì nữ hoàng giải trí cũng lao đao trước nghi vấn đã chia tay người tình nam thần là Kim Lý. Bỏ qua những tin đồn trên, mỹ nhân Quảng Bình vẫn say sưa làm việc và tích cực tương tác trên mạng xã hội. Mới đây, cô gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng gia đình sau những ồn ào. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra Hồ Ngọc Hà gầy đi thấy rõ, đặc biệt là khi mặc những bộ váy bó sát hoặc bikini. Cơ thể nóng bỏng ngày nào của nữ hoàng giải trí gần như chỉ còn lại da bọc xương, khiến không ít fan lo lắng.
Hồ Ngọc Hà được con trai hôn tình cảm khi đi du lịch. Hồ Ngọc Hà trong ngày đi nhiều khi diện lại chiếc váy cũ. Hồ Ngọc Hà lộ thân hình xương xẩu, đôi chân ngày càng khẳng khiu. Có thể nói mỹ nhân xếp hạng đầu tiên trong việc cân nặng thất thường đó chính là Hồ Ngọc Hà. Cô sở hữu một vóc dáng mảnh mai, luôn là cơ thể lý tưởng của nhiều ngôi sao nữ trong showbiz. Tuy nhiên, lịch làm việc dày đặc cùng chế độ ăn uống thất thường đôi khi khiến người đẹp bị xuất cân trầm trọng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của nữ hoàng giải trí vì gầy gò quá mức, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn khiến sắc vóc không được đẹp mắt. Trước hình ảnh này, rất nhiều fan tỏ vẻ xót xa lo lắng cho sức khỏe của nữ hoàng giải trí. Cách đây không lâu, cùng một sự kiện, ảnh hậu trường lộ vẻ gầy gò, đôi chân khẳng khiu, thiếu sức sống được xem là bằng chứng cho những bức ảnh đã qua chỉnh sửa để có được vẻ thon gọn nụt nà của Hồ Ngọc Hà. Có thể nói thân hình cò hương của Hồ Ngọc Hà luôn là khuyết điểm duy nhất về ngoại hình của giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ. Ngay cả với những hình ảnh được chỉnh sửa kỹ thì Hồ Ngọc Hà vẫn lộ thân hình gầy trơ xương, được cho là giảm cân quá đà. Hồ Ngọc Hà thường xuyên để lộ thân hình gầy guộc, trái ngược với hình ảnh lung linh được đăng tải trên trang cá nhân.